chào quý bà con và cô bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho bà con và cô bác một lô đất diện tích là 40/47, trục từ 400m nhé, nằm tại vị trí huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, mặt đường tỉnh lộ 1 nhé. Đây, từ cái nhà đây kéo qua giáp cái nhà đấy, tích mặt đường này là 40m/47m nhé. Giá là 61 triệu một mét. Khu nhà dân này, cách trung tâm huyện Ea Súp khoảng 5 km, cách trung tâm cách chợ búa trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 tầm khoảng 2 km nhé. Đây, nằm tại toàn lạc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, mặt đường tỉnh lộ 1, giá là 61 triệu một mét nhé. Tổng diện tích là 40/45, 400 mét thổ cư. Quý anh chị cô bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Tổng số điện thoại là 0946156819. Đoạn đường thì gạch bượt 30 mét nhé. Đây, đường thì đang làm đoạn này chắc tết là xong. Nhà dân đây, mình thấy nhá. Vị trí đất đây nhá. Em xin nhắc lại nha, tổng diện tích là 40/45, 400 mét thổ cư, mặt đường tỉnh lộ 1, đường liên huyện, cách trung tâm huyện 100 mét, cách trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ tầm 2 km nhé. Đường thì đường tỉnh lộ 1 nhé. Hiện tại đường đang làm, chắc khoảng từ giờ tới Tết thì sẽ xong cái đường này nhé. Quý anh chị nào, cô bác nào có nhu cầu cứ liên hệ em Ly nhé. Số điện thoại là 0946156879. Giá bán là 61 triệu một mét. Rồi, em kết thúc video.